Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn lần thứ 9 vừa diễn ra tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, thu hút được sự tham gia của hơn 35 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và đông đảo người tiêu dùng địa phương. Đây là cầu nối quan trọng để người dân nông thôn tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng. Ngoài ra, ban tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn lần này cũng không ngừng đổi mới từ các cách tổ chức đến nâng cao chất lượng hàng hóa để phát huy hơn nữa hiệu quả của cuộc vận động. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, cả nước có khoảng 71% người tiêu dùng tin dùng hàng nội địa. Cùng với đó là những chuyển biến tích cực trong thói quen mua sắm và lựa chọn hàng Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng vùng nông thôn. Phiên chợ hàng Việt về nông thôn lần thứ 9 do Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức tại xã Ca Đô, huyện Đơn Dương trong 2 ngày từ 22 đến 24 tháng 5 vừa qua, đã thu hút trên 14.000 lượt người tham quan mua sắm với doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Cũng không nằm ngoài mục tiêu chiếm lĩnh thị trường nội địa, giữ vững và mở rộng thị phần hàng Việt ở khu vực nông thôn. Ban tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn lần này đã chú trọng nhiều hơn đến phân khúc khách hàng để có những sản phẩm phù hợp, kích cầu tiêu dùng. Ngoài cái việc mà bán hàng phục vụ giảm giá cho người tiêu dùng thì chúng tôi chia nhỏ thêm nhiều đối tượng để phục vụ. Ví dụ như là hoạt động tọa đàm tư vấn nông nghiệp cho nông dân để mang lại nhiều cái kiến thức trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Và đối tượng thứ hai đó là tiểu thương thường thiếu những cái kiến thức về bán hàng cũng như là những cái chính sách giá cả cũng như là phân biệt hàng thật hàng giả. Và thông qua những cái đối tượng tiểu thương này thì chúng tôi sẽ tìm những cái phương pháp về trực quan sinh động, những cái hình ảnh, những cái tư liệu để có thể giúp cho tiểu thương trang bị thêm những cái kiến thức trong vấn đề về bán hàng cũng như là tiếp cận với những cái đại lý, những cái doanh nghiệp trực tiếp sản xuất những cái hàng Việt Nam chất lượng nó đạt hiệu quả hơn. Và đồng thời là chia nhỏ thêm nhiều cái đối tượng thanh thiếu niên, thêm những cái hoạt động sáng tạo khởi nghiệp. Từ năm 2010, qua 9 lần tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hiệu quả mà chương trình mang lại là sức lan tỏa rộng khắp từ phố thị đến nông thôn, thực sự trở thành cầu nối giữa hàng Việt với người tiêu dùng. Trước xu thế cạnh tranh gay gắt của vô số hàng hóa cùng loại trên thị trường, hàng Việt được chấp nhận và ưa chuộng bởi chất lượng và giá cả hợp lý. Lần đầu tiên hôm nay tôi đi hội chợ, coi như hội chợ tôi thấy rất là vui, mà coi như là nước mắm, những các món đó, giá cũng vừa phải, rẻ mà ngon nữa. Tôi cũng mong muốn rằng coi như là về sau coi như là cứ mấy tháng nữa rồi là lại ghé lại Ca Đô để bán cho dân, người ta mua để tiêu dùng cho nó giá rẻ mà lại ngon nữa. Ngày hôm nay là cũng ngày đầu tiên của hội chợ hàng Việt Nam về với nông thôn, thì cũng là lần đầu tiên em đi đến để tham quan cái hội chợ này á. Thì em thấy đa phần đó là hàng Việt Nam, mình thì chủ yếu ở đây toàn hàng Việt Nam. Em thấy có những sản phẩm em vẫn hay dùng hàng ngày thì nó chất lượng hơn, còn mẫu mã thì nó đa dạng lắm. Ở mình là cái huyện cũng còn xa với lại thành phố, thì em cũng mong là hàng Việt Nam về với lại nông thôn nhiều hơn để cho người dân ở đây nhận biết được đó là hàng Việt Nam của mình sản xuất là chất lượng hơn. Không chỉ dừng lại ở các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, về lâu dài, để người tiêu dùng địa phương hình thành thói quen chọn lựa hàng Việt Nam, Sở Công Thương Lâm Đồng cũng đã có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa các chương trình quảng bá thương hiệu Việt, xúc tiến thương mại nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp hàng Việt Nam và người tiêu dùng. Song song cùng với lại việc tổ chức các phiên chợ là đưa hàng Việt về nông thôn, thì việc giới thiệu các cái thương hiệu của hàng Việt là thông qua các cái kỳ hội chợ, thông qua đó là các cái chương trình tiếp cận xúc tiến thương mại, thì sẽ tiếp tục rất là tổ chức để cho người dân của Việt Nam nói chung và của Lâm Đồng nói riêng, từ thành thị đến nông thôn, được tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng của hàng Việt Nam, được biết và được thụ hưởng là những cái sản phẩm do chính người Việt làm ra, và những thương hiệu của Việt Nam tiếp tục rất là được mở rộng từ thành thị đến nông thôn ở trên toàn quốc Việt Nam. Bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng mong rằng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương,
các trung tâm xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp. Cầu nối đưa hàng Việt về nông thôn sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.